đêm đấy em hỏi thật là chị, ông ấy làm chị mê mẩn chị ngủ quên đúng không? Đêm nay mình có mệt Không, không? tới tảng sáng là Không, nhưng mà hôm đó, đêm hôm đó là đêm hôm đó à, đêm hôm đó thì ông này ông có làm gì mà chị mệt dữ vậy? thì ông cũng có Có hôm mấy lần một mà lần sao mệt dữ vậy? Ông này có khỏe không? Ông này em hỏi thật, ông này có khỏe không? Khỏe à? Khỏe, liệu chị nhìn ông tướng bằng bằng em không? tướng Tướng ổng tròn đĩa tròn là tròn, ông này mập là ông yếu. hơn. Ổng đi là mình không mở mắt cơ luôn, không biết có Trời. làm bùa không, mà sao là gõ Facebook lên Có. là thấy để là gì bùa yêu, để thấy chữ bùa yêu Đúng mà để là rồi. Mai Thanh Toàn. Ông này là cái Ổng làm bùa. bùa, ổng xài Đúng bùa á, đúng là ông này ông xài bùa là đúng rồi là rồi. lúc mình đi là mình say đắm luôn, mình không có mở con mắt ra là mình đưa tiễn hoặc mình dặn dò gì hết, Ông này á là mình em nằm im gu luôn. lúc bây giờ đêm đấy ông làm chị mê mẩn rồi, bùa cây hai của ông ấy, một Không cây và hai chỉ là đó thường là mê mẩn rồi. là 5 giờ rưỡi, ông đi 5 giờ rưỡi đó. Vậy dạ đồ hiệp sĩ em với Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải là rất nhiều các anh các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là đến giờ phút này là hôm nay thì một buổi sáng giữa tuần, bây giờ là 11:30 rồi cô chú anh chị. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận là một thông tin. Hiện nay thì một chị gái ở một tỉnh rất xa về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm tìm chồng. Nhưng mà anh em cũng chưa biết rõ là chồng này là chồng trồng chuối hay là chồng hống hay là chồng tre. Hy vọng là chồng thật. Rồi xin phép chào chị nhé. Dạ. Dạ chị cho em biết là chị họ tên là gì? Em tên Nguyễn Thị Điều. Chị Điều ha. Chị Điều nhiêu tuổi rồi? À, 1970. 70, năm nay là 53 tuổi ha. Chị Điều nguyên quán ở đâu? Cầu Kè, Trà Vinh. Trà Vinh xa chứ vậy hả? Rồi chị Điều cho em biết này, chị hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy chị? Tìm ông Mai Thanh Toàn. Ổng mình có Ông Mai quen Thanh Toàn là chồng chị sao? là hai người quen quen thôi, Mình quen lâu chưa? quen 3 năm rồi, 3 năm luôn hả? quen 3 năm rồi. Chị cho biết này, trước chị quen ấy, chị nói chuyện lớn tiếng nha. Trước chị quen anh Mai Văn Toàn hả? Chị là người Trà Vinh, là người Khmer hay người Kinh? Người Kinh. Người Kinh à? Còn anh Mai Văn Toàn là người Kinh hay người Người Khmer? Kinh. Kinh luôn hả? Anh Mai Văn Toàn là năm nay nhiêu tuổi đấy chị? 1973. 1973 là 50 tuổi nha. Chị 53. Chênh nhau, nói chung chênh nhau 3 tuổi nha. Rồi anh Toàn này nguyên quán ở đâu? À, cái nước Đầm Dơi. Ô Đầm Rơi. Đầm Rơi là xa ấy. Cà Mau. 400 cây ấy chị. Chị cho biết là chị quen anh Toàn là quen trong cái đơn vị, trong cái trường hợp nào vậy? Quen trên Facebook rồi tìm hiểu, nói chung cũng hợp, là anh nói là anh thôi vợ rồi, rồi anh có 2 con, rồi bên đây mình cũng thôi ông xã có 2 con, rồi tìm hiểu thời gian qua thì cũng hợp, tìm hiểu rất lâu rồi mới cũng tới lui vậy thôi. Chừng có khoảng 3 tháng nay là anh Toàn qua bên đây ở chính thức, rồi vào ngày 9 tháng tháng 12 2023 anh Toàn có hỏi mượn mình chiếc xe là về quê 3 bữa. Rồi tới ngày 22 là anh Toàn báo là mất xe. Mình nói là nếu mất xe anh cho công công an á, tới xác nhận, anh gửi xác nhận cho em. Cái gửi là Toàn về, gửi hiện trường giả không à. Cái là em hồi nghi, xong em về Cà Mau, em bao xe 4 người về Cà Mau. Hỏi thông qua hết ấp huyện xã là không có về quê, không có mất xe. Em mới nhắn tin thương lượng anh đi ra để giáp mặt thương lượng xe như thế nào. Anh nói rồi để nếu anh cầm thì em chuộc, còn không anh hãy trả xe liền. Cái anh bảo là đi về thành phố đi 2 ngày à, rồi nói chuyện. Anh lỡ đi chơi mất xe rồi, nói mất xe thì anh về giải quyết đi, rồi thương lượng với nhau là gọi là ảnh tắt điện thoại luôn, chặn hết luôn. Là hôm nay tôi đến đây để nhờ anh em hiệp sĩ ở Bình Dương để hỗ trợ cho tôi tìm được chiếc xe, là tôi chân thành cảm ơn. Dạ. Rồi chị cho em biết này, chị gặp anh Toàn trên Facebook là ai, là người tán tỉnh ai? thì hai người tán qua tán lại Vậy là là năm 2020 rồi chị quen ạ. đến đến 2023 Rồi là cho em hỏi này, chị quen trên Facebook là quen bao nhiêu ngày để bắt đầu hẹn hò gặp nhau? cũng lâu lắm, tìm hiểu mấy nhiều rồi, nhiều tháng lắm, Nhiều tháng luôn. nhiều tháng lắm Mấy mới tháng? gặp, Mấy tháng? rồi cả năm 2 năm sau Chưa. mới Là quen mấy mới tháng trao luôn à? đổi. Là cứ nói chuyện mà mấy tháng vậy?
Một ngày mình nói chuyện lâu không? À, nhắn tin thôi, qua lại. Mình có gọi điện nhìn thấy mặt không? À, không. Sao không gọi điện nhìn thấy mặt cho dễ thương không? Cho kỳ giấy. Cũng vài tháng gì đó rồi mới có hẹn rồi uống cà phê. Ủa, ai hẹn ai? Thì ổng hẹn. Hẹn chị ra quán cà phê ở đâu? Thì ra quán cà phê giờ cũng nhớ nữa. Quán tròi hay là quán... Quán bình thường. Hay là quán cóc hay là quán ổi hay là quán xoài? Quán lớn bình thường. Quán lớn à? À, hôm đó là quán cà phê có đông người không? Thì cũng đông người. Mình ngồi có ai nhìn mình không? Không. Không thường. À? Anh ấy có tỏ tình chị không? Hôm đó gặp đâu nhau buổi đầu tiên á? Cũng hỏi trao đổi vậy thôi. Trao đổi rồi... Anh có tặng bông cho chị không? Có tặng không, bông không? Không. Trời, bữa đầu tiên gặp mặt bạn gái tặng bông gì hả? Cái giấy. Thế là hôm bữa mình nhìn anh, cái ánh mắt nhìn đầu tiên mình có thích không? Thì thấy trao đổi qua lại thì nói chuyện hai người hợp hết, biết hợp, chia sẻ, buồn vui rồi. Nói chung là hợp, tìm hiểu lâu lắm mới qua chị lại nhìn, đâu cả năm, hai năm gì mới chị, đó. Chị nhìn anh có dễ thương không? Dễ thương thì không? Anh cao mét mấy? Thì thấy hợp. Anh cao bằng em không? Thì ở khoảng 1m... năm mấy. Ồ trời ơi, cao chỉ mét năm mấy hả? Năm mấy, 60 trở lại. Ôi thấp rồi, ông tướng là thấp rồi. Thấp. Ông thấp rồi. Thế thì mét 6 mấy là dữ lắm. Thế này là ông này không phải là cơ động rồi, cơ động người ta cao lắm. Lâu lâu người thấp rồi, nhưng mà thấp này thấp quá, năm mấy 60 là không phải rồi. Đó chỉ cho mình. Lúc đầu là anh có nói là bà mẹ anh ấy là mất rồi, mất 2 năm rồi. Nhưng mà họ chị thôi, tụi em ngắt là chị để em hỏi tiếp. Chị cho biết này, hôm đó gặp quán cà phê là mình uống nhau, uống cà phê lâu không? Không, nhanh, uống bao nhiêu phút? Có hơn ly rồi, giờ có khoảng 10-15-20 phút rồi. Rồi sau đó nữa? Rồi cứ tìm hiểu vậy thôi, nói chung là xong việc, là hôm ấy, xong hôm đi đâu? Ai cũng bận. Xong, xong hôm uống cà phê xong đi đâu? Không đi đâu hết á. Về luôn? Là anh về Cà Mau luôn? Không, anh đi làm á. Anh làm đâu? Lúc trước là anh làm bên công ty... công ty bốc bát đúng không? Khu ở đâu? Chỉ nói khu vực nào thôi. Quên. Đại loại là hôm nay anh đang nói công việc, đúng không? Hoặc là mình uống ly cà phê là hôm đó là đường ai người đi. Dạ đúng. Anh có nắm cái tay. Tìm hiểu trên Facebook rồi. Anh có nắm tay không, chị không? Cho kỳ giấy. Thế là hôm ấy mình quen nhau trên mạng là thời gian phải nói rất dài. Theo chị chia sẻ như vậy, anh ấy có nói là anh thương em hay anh sống với em không? Thì nói là thấy hợp và để tìm hiểu vậy thôi. Nhưng mà không gặp mặt à, không nhìn thấy mặt lần nào. Lúc đầu là có gọi qua, gọi qua có thấy hình ảnh không? Thấy hình ảnh không? Thấy. Anh đẹp trai không? Thì thấy thì nói chung thì cũng hợp ý đó. Hợp nhìn đẹp ha. Khu du lịch Vạn Phúc á. À, khu du lịch Vạn Phúc. Anh đang làm ở đó hả? Lúc rồi là làm ở đó. Thế là hôm rồi hôm đầu tiên là mình gặp nhau là mình đường ngay về. Hôm sau là mấy ngày gặp nữa? Không có gặp lâu lắm. Mình nói chung là... công việc là mình không có thời gian đâu làm. Thế mình không gặp sao, không gặp sao yêu? Nói chuyện ở trên Facebook không hả? Thế là đường ai người về? Thế là thời gian ai cũng không có hết trơn. Thế là bao giờ này khoảng... nói chuyện cho nó đỡ buồn vậy thôi. Rồi thế bao giờ nữa mình mới gặp? Lâu lắm, thời gian cả bao nhiêu? Năm, 2 năm gì á. 2 năm mới gặp sao của nhau? Là lâu mới gặp. Ôi tình yêu này, tình yêu bỏ xít rồi. Thì sao thì tìm tình hiểu yêu này thì ổng qua lại. Chị không nói thật rồi. Không ai mà gặp nhau mà quen nhau trên mạng mà hài hò hẹn mà yêu đương mà gặp nhau một lần đầu tiên trong uống ly cà phê đường ai về bỏ tôi gấp lắm. Xong lại 2-3 năm sau, 1-2-3 năm nó gặp thì em nói thật thì 2-3 năm sợ người ta đẻ nhiều người rồi đấy ạ. Không có tình yêu là như vậy hết á. Không, cái đúng dài thời gian cũng lâu lắm mới gặp nhau. Nhưng mà chị, em hỏi thật chị là lần đầu gặp đầu tiên là bao nhiêu ngày sau gần nhất là chị và anh ấy gặp nhau uống cà phê nữa một lần nữa? Mấy năm? Chắc cũng là cả mấy tháng á. Mấy tháng? Cả mấy tháng á mới gặp. 11 tháng không? Cỡ 3-4 tháng á. 3-4 tháng mới gặp? Mới cái hẹn được. Ờ rồi, sao lại mới cái hẹn được kỳ ấy? Chứ là thời gian không có mình... Là ai không có thời gian? Ai cũng bận hết trơn á. Là anh ấy làm công việc gì mà dữ thì vậy? Thì anh làm bảo vệ thì mình vậy sáng anh... là mình 6 giờ mình đi tới 6 giờ chiều mình về rồi. Thế còn thì đêm? Đêm thì ảnh trực ca đêm. Cho nên thời gian không có ai. Không lẽ anh không thay ca được à? Không, thời gian đó chứ que hết. Cho nên gặp khó chị nói chuyện nên đó cho. Thế là gặp chị, em nói thẳng chị gặp chị là chắc thấy không ngon cái lành cành đào rồi. Em nói thật nhá. Khi một người đàn ông mà gặp chị mà say đắm là chắc chắn người thật sau người ta sẽ gặp chị liên tiếp và liên tục. Cái tâm lý em nắm bắt được. Em cũng là đàn ông em biết mà nha. Vì vậy có thể là gặp chị không ngon lành đến khi mà hẹn hò nhau ấy, hoặc là có thể chị ngỏ ý mà muốn kêu anh đi chơi, anh bận quá em mới thông cảm cho anh ý. Anh thời gian anh dài quá vân vân và vân vân. Đến khi mà cứ như vậy mình không có thời gian để gặp. Đúng không? Rồi thế nào mấy tháng sau mình gặp là gặp nhau ở đâu nữa? Gặp nhau ở đâu?
chị có nhớ không? Gặp nhau rồi cũng quán nữa. Quán nữa à? Quán đấy là quán gì? Quán cà phê. Rồi xong sao nữa? Rồi xong rồi sao rồi, sau rồi anh về nhà mình. Chị gọi anh về, chị mời anh về nhà chơi đúng không? Anh đầu về nhà chơi, rồi ra mắt con. Chị con... chị được trước đây có chồng chưa? Có chồng rồi thôi. Chị được mấy người con rồi? Hai đứa. Con chị nhiêu tuổi rồi? Con mình nay có chồng mới vợ hết rồi. Vậy là về ra mắt, con là ra cho mọi người biết là đây là bồ ha. Bạn thôi đó bạn. Gia đình chị có đồng ý, các con chị đồng ý không? Có, nó đồng ý. Con chị nói sao? Thì nói là mẹ lớn tuổi rồi mẹ quen, để sau này mẹ có bạn hữu hỷ với bệnh hoạn này kia nọ đó. Mình nói vậy thì con nó cũng vui, nó nói bây giờ mẹ kiếm để sau này mẹ hữu hỷ bệnh hoạn này kia nọ thì con nó cũng thương mẹ nó chấp nhận là ở trong nhà vui vẻ. Nói chung là vui vẻ hòa đồng hết. Rồi chị cho biết này, xong hôm đó anh đi đến thăm chị, anh có ở lại mới ngủ với chị không? Có. Anh ngủ luôn hả? Dạ. Lúc bây giờ là anh ngủ nhà chị để con chị có nhà không? Ở nhà trọ, chị là nhà trọ hay nhà? Ở nhà trọ nhưng mà trên có gác. Trên có gác hả? Vậy là các con chị ngủ ở đâu? Ở dưới. Mấy đứa chị? Có con rể với con gái không mà, còn trai thì nó ở bên Suối Tiên. Con rể và con gái là ngủ đó? Ở dưới, mình ngủ trên. Thế là hôm nay anh ấy đi bằng xe gì đến nhà chị thăm chị? Ổng là chiếc AB có màu xanh, ổng có chuẩn số đi luôn mà. Bỏ mượn xe mình á. AB màu xanh, rồi em đang hỏi như vậy thôi. Rồi hôm đó anh có mua cái gì để tặng chị để ra mắt ra các con không? Không, không có. Không gì. Thế hôm nay mình có làm cơm, làm tiệc mời anh ăn không? Có, thì cũng làm đồ ăn rồi. Ngon không? Những món gì? Anh nhậu với ai? Nhậu với chị hay nhậu với ai? Nhậu với con rể. Nhậu con rể à? Rồi vui vẻ không? Vui vẻ, nói chung là vui vẻ, hòa thượng vui vẻ lắm. Thế mình hôm đấy ngủ khuya không? Ngủ khuya không? Dạ cũng nhớ nữa. Anh hôm trước khi anh đến nhà chị là anh có ngỏ ý trước chị mấy chị là anh sẽ ngủ nhờ nhà chị, ngủ đỡ nhà chị một hôm không? Có. Anh nói trước mình đồng ý mình mới cho đến ha. Dạ. Thế là hôm đấy mình ngủ, hôm đấy hai chị ngủ ở đâu? Ngủ trên ghế. Ngủ với anh ấy đúng không? Hai người hôm ấy có vui vẻ không? Có. Vui vẻ hả? Chị cho em hỏi là chị thôi chồng lâu chưa? Lúc mình lên đây là mình gặp ổng là tới 17 năm nè. Mình mới gặp mới quen. Mới quen người đàn ông này nào? Đó là lần đầu tiên. Lúc lên đây tới giờ là 17 năm mới quen. Vậy là hôm nay chắc vui lắm ha. Rất hạnh phúc ha. Anh chị có hy vọng là vào đêm đó anh có thủ thì anh sẽ hứa hẹn anh sẽ sống hoặc anh sẽ ở với chị không? Có, thì ổng nói là để thì hai đứa còn lại nửa đời còn lại để mà tâm sự buồn vui này kia nọ, lo lắng với nhau. Hay là mai là mấy giờ anh ngủ dậy mà mấy giờ anh về? Thì anh có về không? Ngủ sáng thức dậy thì đi làm. Xong anh ở lại luôn. Vậy là quyết định đi rồi đi về ở bên con bên. Vậy là anh có cầm quần áo đến nhà chị luôn không? Lúc trước thì không cầm mà 3 tháng nay cầm đồ. Là em đang hỏi tại chị này. Anh đến nhà chị lần đầu tiên mà ngủ lại nhà chị qua đêm. Và sau đó là đường ai người đi, có anh đi làm. Tối nay anh có về nhà chị nữa không? Không. Rồi bao nhiêu thời gian sau anh quay lại? Thì một tuần có khi về cũng lần hai lần vậy đó. Rồi qua lại cũng thường xuyên. Là cứ qua lại như vậy đó. Thành phong đồ thì không có ôm về, chỉ là mới ôm về 3 tháng nay. Anh ấy sống với chị trong cái thời gian tổng cộng được bao nhiêu thời gian? Khoảng từ ngày đầu tiên đến ngày kết thúc. Thì lúc đầu thì hơi ít, rồi lúc không, sau nhưng mà từ đầu tiên, từ ngày đầu tiên nè. Đầu tiên thì cũng ít chứ không có nhiều. Không, em đang hỏi chị là năm mấy, ngày mấy, năm mấy, đến giờ phút này ngày mấy, năm mấy là kết thúc? Ngày 12, ngày 29 tháng 12 năm 2020. Ồ, 3 năm rồi. Rồi 3 năm tới 2023. Tháng mấy? Kết thúc? Tháng 12. Vậy là cái cuộc tình của chị cũng rất dài đó, 3 năm à? 3 năm. Trong 3 năm qua anh có lo lắng cho chị cái gì không? Thì ổng làm có tiền thì ổng cũng phụ vô dưới mình đó. Phụ nhiều không chị? Thì cũng cho tiền điện nước, tiền này kia nọ, cũng phụ vô. Hàng ngày thì anh ấy tâm sự, anh nói chuyện với chị có vui vẻ không? Hòa đồng không? Thì nói lúc nào anh cũng khổ chứ. Anh than khổ á? Dạ. Anh than khổ về cái gì chị? Than khổ về con, rồi chuyện này chuyện kia nó tới hoài hoài luôn, rồi cha mẹ bệnh, rồi cha mẹ chết gì. Mẹ mất rồi này kia nọ, mà như tại sao, nghĩ sao mà mẹ mình còn sống đó mà nói mẹ mình mất. Cho đến hôm nay là không biết chỗ ổng ở luôn, rồi không biết quê luôn mà tự mình mà chị cho em hỏi này, lý do tại sao trước khi chị quyết định cho một người đàn ông đến nhà mà chị không biết rõ là chỉ là quen trên mạng mà chị dám cho người ta đến nhà là sao? Không có nghĩ sao mà tin tưởng gì không biết nữa. Kỳ ấy, ông đẹp trai rồi,
Trời đất ơi, chắc lâu rồi mình thiếu thốn tình cảm đúng không? Đúng không? Có đúng không? rồi cái hôm mà rồi cho mượn xe này không biết có Không, làm em đang hỏi cái câu chuyện trước kìa. Chắc là vì do mình thiếu thốn tình cảm mình mới cho người ta đến nhà một cách không dễ có dàng lúc vậy. đó làm như thế hợp á. Ồ, họp nhưng mình cũng phải đến nhà, hoặc là ít nhất mình phải biết rõ người ta là con người nào chứ. Hoặc là phải có nhiều người biết đến người ta chứ. Không mà ông tìm hiểu lâu lắm ông mới xin vô Tìm nhà mà. tìm hiểu lâu thì tìm hiểu trên mạng, thì em hỏi chị thì bây giờ một đêm có thể ông tìm hiểu nhiều người đúng không? Vồ được con nào thì ông vồ con đó, con ếch nào to mập thì ông bắt trước đúng không? Con ếch nào ốm ấy mà chưa chui đầu ra mà chưa chịu cắn câu là ông bắt sau, cũng như chị là ông bắt sau. Chị cho hỏi là ông sống với chị là trong vòng thời gian 3 năm liền, Dạ. ông ấy có thương yêu chị hết mực không? Có thương yêu chiều chuộng ăn gì cũng chừa chờ đợi về ăn cơm này kia nọ nói chung là làm này kia ổng sốt sắng nó nói chung là sống là quan tâm lo lắng rồi con cái này Nhưng kia mà hiện nọ nay là chị biết là Cà Mau còn thực sự là tên thật không biết. Chị đã xem à là căn cước ông chưa? có rồi cái Không, nước em đang hỏi là chị xem được chưa? xem được rồi Rồi sao xem chị cũng đến nhà? đến nhà rồi ổng nói mất xe là trực tiếp mình ba Rồi. xe về dưới là Rồi chị cho hỏi tiếp này. Vậy là xe của ông đâu mà ông lấy xe của chị đi? xe ổng nói là hư ổng mới mượn Xe xe ông mình xe gì? xe ổng là chiếc AB màu xanh AB sao mà hư xe được? ổng nói hư rồi ổng không không thấy xe mà giờ có chìa khóa trong đây nè Ông có nhiều chìa khóa chị ơi. Cái chìa khóa này ông 100.000 à. Nhá. Cái chìa khóa nó quá dễ. Em nói chị giải thích cho chị nghe, cái xe AB á, xe nào nó cũng hư. Nhưng mà ý em đang nói chuyện đây, cái xe AB là những xe đời mới, tay ga này là đời mới. Vì vậy để hư là rất khó xảy ra. Mà nếu đã hư là tại sao người ta không sửa, mà tại sao phải mượn xe của chị? ổng lúc rồi xong rồi cái chiếc xe AB mình không thấy mấy ngày xong ổng mới nói là ổng về quê có công việc gì đó ổng mượn xe mình Ông bán rồi, ông cầm rồi, sao nữa? rồi ổng còn bỏ quên cái đùm chìa khóa nhà mình rồi quần Rồi. áo bận đồ đầy là còn đầy đủ ở nhà Rồi chị hết cho biết này. Thế vừa rồi chị cho ông ấy mượn xe gì? cái chiếc của mình là Honda Lead mình mua là Honda chiếc clip đúng không? Lead chiếc Clip chiếc đúng không? Lead mà hiện giờ ông đang còn trả góp mới có trả Trời là ơi. 5 tháng à Vậy mà là xe mua chị mới mua. là mua mới mua là 42 triệu mà Trời mới ơi, có xe này chạy ngon lắm. trả trước 17 triệu rồi mới trả là được 5 kỳ mỗi một kỳ là 2 triệu 7 lẻ ba mấy ngàn mà hiện giờ đang trả góp ổng Trời cũng biết mình ơi. đang khổ đang trả góp đủ thứ thiếu hụt khổ lắm mà ổng tự đành lòng ổng lấy Ông ấy đi mượn xe của chị cho mượn, ông mượn đi đâu? ổng mượn về Cà Mau ổng có việc ổng làm giấy tờ gì Chị có đó tin là chạy xe từ từ đâu về Cà Mau? từ bà Bình Dương Từ Bình Dương về Cà Mau? à, Được không đấy? được thường xuyên là đi 400 km đấy đi chị. tám tiếng mà mỗi khi mình khó lắm không bao giờ ai mượn xe được mà xe cưng dữ dằn lắm mà tự nhiên giờ ổng đi cũng nằm ngủ say đắm không thức dậy luôn ngủ mở mắt không ra luôn rồi từ ổng đi là lúc Vậy tối hôm nay ông có cho mình ăn cái gì không? năm giờ rưỡi Tối mà ông cho chị ăn cái gì không không? rồi mới mệt đi nhà bán tiệm á rồi ổng đi là mình không mở mắt luôn không biết có Trời. làm bùa không mà lúc sau là gõ Facebook lên Có. là thấy để là gì bùa yêu để thấy chữ bùa yêu Đúng mà để là rồi. Mai Thanh Toàn Ông này là có ổng làm bùa. bùa ổng xài Đúng bùa á đúng là ông xài bùa là đúng rồi là rồi. lúc mình đi là mình say đắm luôn mình không có mở con mắt ra là mình đưa tiễn hoặc mình dặn dò gì hết Ông này á là mình em nằm im gu luôn lúc bây giờ đêm đấy ông làm chị mê mẩn rồi, mùa cây hai của ông ấy, một không cây và hai chỉ á là thường là mê mẩn rồi. là 5 giờ rưỡi ổng đi 5 giờ rưỡi đó Vậy ông đi sớm vậy? 5 giờ rưỡi Thế là đêm hôm nay ông tặng chị không năm là giờ rưỡi là ổng nói là ổng quên cái bàn phán ở bên ông làm gì có bằng khoán nào nữa. bằng phán đất của ổng là ở bên bên chỗ trọ ổng là chỗ bên Bình Hưng đó Ông này có bằng khoán luôn. ổng nói ổng có bằng phán đó Trời, bằng khoán là sổ đỏ đấy. rồi Có trị ổng giá là quên nhiêu là tiền? về ổng lái rồi ổng mới đi về Cà Mau Nhưng mà đây chị chiếc thấy bằng này cũng khoán như chưa? của chị nè Chị thấy bằng khoán chưa? không thấy nói không à Em có nhiều bằng khoán luôn. Bằng khoán thổ cư luôn. Còn ông này là bằng khoán ở trên Cung Trăng nhá. Em nói dạ giải thích cho đúng chị rồi đúng rồi hiểu không? bây giờ mới hiểu ra là thấy bị Vậy là ông này ông ấy dụ chị. Đêm đấy em hỏi thật là chị, ông ấy làm chị mê mẩn, chị ngủ quên đúng không? Đêm nay mình có mệt không không? tới tảng sáng là Không, nhưng mà hôm đó, đêm hôm đó là đêm hôm đó à. Đêm hôm đó thì ông này ông có làm gì mà chị mệt dữ vậy? thì ổng cũng có Có không mấy lần. một Lần sao mệt dữ vậy? Ông này có khỏe không? Ông này em hỏi thật ông này có khỏe không? Khỏe à? Khỏe liệu chị nhìn ông tướng bằng bằng em không? tướng Tướng ổng tròn đĩa tròn là tròn, ông này mập là ông yếu. mẹ mẹ ổng Không xem ông đâu chứ xem gì mẹ ông ấy. đó ổng đi gan mẹ đi Ông này á là ông đâu, ông ở đâu? ổng đây Đâu, chị xem nào. tướng ổng chung người à
Cao bằng em không? Tướng ổng là... Mét 6 thì thấp hơn em nhiều. Ôi trời ơi, ông này bụng to lắm má ơi. Ông này bụng to lắm, ông này bụng to là yếu rồi. Trời đất quỷ thần này. Ông này bụng to lắm. Ông này yếu rồi, ông này không tới 1m6. Nếu mà người ngắn này, ông này không tới 1m6. Nói chung là ông này rất thấp, chứ không phải ông cao. Này quen gì chỉ biết thì chỉ nhìn chị dễ thương là mới quen ông chi vậy. Biết rồi, ông bảo vệ đây gì. Thấy rồi, nhìn nó qua thấy rồi. Cái mặt ổng cũng thân thiện với. Trời ơi, thân thiện này, mặt bắt gà, thân thiện mẹ trong này chị. Trời đất ơi, ông này ông ấy. Ông mặc cái áo gì, cái áo này mấy ngàn bạc cái áo này. Quen ông chi vậy? Thế là cuối cùng mất xe luôn à? Bởi vậy giờ là khổ. Chiếc xe hiện nay chỉ còn đóng bao nhiêu tháng nữa? Đóng còn 7 tháng nữa. Tối mấy ông làm mê mắn em biết ngay, chị nói bùa, em biết ngay là bùa rồi. Mấy ông tướng này ông chuyên dùng cái bùa này. Đó, bùa một cây và hai chỉ. Nó ông làm cho nhiều bà mê luôn. Đó, thế nó đâm là mình mệt sáng sau này nói gọi dạ bảo vâng. Nói thật đấy, cái gì cũng nghe. Chết khổ thật. Thế các con chị hiện nay là có phản ứng gì không? Nó nói giờ mẹ xui, mất thì giờ đi tìm chứ sao. Trời ơi, thương chị quá à. Tội nghiệp dữ vậy. Cái này con trai mình nè, nó không làm bảo vệ. À. Mình số tiên. Mà con chị lớn mà không phản ứng thì sao? Ông đến thì là phải kiểm tra, kiểm nghiệm ông đàng hoàng chứ. Thì thấy nó, ông thấy ông cũng đàng hoàng đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Không có tuổi trẻ gì mà ông lợi dụng hay là ông này là âm binh rồi. Nhưng mà sao cổ, sao ông đeo nhiều vàng dữ vậy? Tới lần cuối cùng là ông... À. Ông này vàng thật, thật giả? Chẳng biết thì có giả luôn. Đó, chị mở lại em xem nào, vàng này thật vàng giả. Ông này là vàng chợ, vàng này chợ trời thôi. Trời ơi. Thế ông đến với chị là không có vàng không? Ông đến với chị, ông có đeo vàng không? Không, có chiếc nhẫn thôi. Trời ơi. Cái nhẫn này thì toàn mặt bằng đá thôi, có vàng thì vàng ở đâu? Cái này vàng giả thôi. Ôi giời, cái cọng dây này dây giả thôi, dây thiệt không phải dây này đâu. Chị đã phân biệt được ông ấy phải vàng thật vàng giả chưa? Chị không có kiểm tra. Rồi, cái loại này thì chắc mua được 300 ngàn ở ngoài chợ trời thôi. Về lừa thôi, lừa tình thôi. Bây giờ hiểu ra là toàn hàng giả hết. Ông này hàng giả mạo. Ông này hàng fake chết. Ông này nó thằng ông này xài hàng fake. Bây giờ chị cầu mong mấy anh em hỗ trợ. Ông này ông cài trần cho bụng cũng to dữ vậy. Mà hậu tạ chị tính. Không, ở đây là anh em giúp miễn phí, không có tiền bạc hết. Ở đây em không, tụi em không nói là tụi em thừa tiền. Nhưng tụi em không có thiếu tiền. Hiểu không? Chi phí. Không, chi phí ở đây chỉ có đi 1.000 cây tụi em vẫn giúp được, vẫn cứ giúp. Kể cả như hôm qua đi bắt cái vụ mà bắt cóc trẻ em đi bán vậy. Dạ. Anh em ở đây cũng đi từ trưa đến tối vậy. Đó, 1.000 không thèm nhận. Đó, đi giúp miễn phí. Đâu phải là giúp chị lấy tiền đâu. Trả tiền xe mà công việc cái nhà bán. Nhưng mà bây giờ chị cho hỏi này, vậy là trong cái thời gian vừa qua là một tuần ông thường thường ông gặp chị mấy lần? Trời ơi, chừng lần. Một tuần gặp lần. Một lần. Một tuần hai lần đi, hai lần là làm mấy lần? Một tuần về lần hai lần thôi. Là mình về có hôm nào mình không có làm gì đấy không? Không có. Về là phải làm bữa đâu. Mới làm bữa. Gọi là tụ tuần. Vậy là tính ông này cũng đều đều, mấy tuổi cao cũng sức yếu rồi. Thế nhưng mà ông này nhìn thấy nói chung là ông này cũng tướng thì bụng to, mặt mũi thì sạch sẽ, nhưng có điều là nhưng mà ông nói chuyện ngọt không? Cái chuyện ngọt, đối xử tốt. Rồi thì bây giờ hiện nay chị gặp ông ấy, ông nói sao xe đâu rồi? Thì ông nói là anh lỡ làm mất rồi anh mua khác định trả cho em. Làm gì dữ vậy? Nói mất thì anh trở về anh thương lượng đi. Chứ xe em đang trả góp mà anh làm gì em gầu lo, em đâu làm được đâu. Thế là bây giờ ông nói mất hay là ông nói ăn trộm? Ông nói mất. Ông nói mất Cà Mau xong rồi vừa Cà Mau. Bây giờ chị gọi ông nghe không? Không. Chặn số luôn hả? Chặn hết. Rồi, ông bình luôn. Biết. Nói mới đầu là mất Cà Mau thì dựng hiện trường xong mình về tới Cà Mau. Dựng hiện trường, ông dựng bằng hiện trường giả đúng không? Đây. Ông dựng sao đâu? Đây, bây giờ tin nhắn của ông đầy đủ. Ông dựng sao không? Ông dựng nào? Công an. Ông bị cướp à? Ông nói là xe mất tại nhà. Ôi trời. Cái này là mình đi vô công an huyện. Huyện cái nước Đầm Dơi. Trụ sở luôn. Không, huyện. Đây huyện. Trụ sở công an đúng không? Rồi. Huyện Đầm Dơi đó. Rồi, thế ông cái gì ông tin nhắn ông thu hồi hết rồi. Một người nào mà gửi tin nhắn mà cứ thu hồi là em thấy bất thường. Nhà ông đây. Tin nhắn gì mà bắt thu hồi. Đây là cha mẹ. Rồi đây mình chụp mình nói mình xuống. Thế là đến giờ phút này ông nói làm sao?
nói là mất nhà cha, vừa phá lấy người ta lấy luôn rồi giấy tờ nó lấy hết. Bao giờ ông rồi, trả? Rồi xong mình xuống dưới, ông nói là để anh sang đất xong anh trả lại em đừng lo, tin nhắn không còn đợi. Bao giờ ông trả? Rồi xong anh xong, bán nhà anh lo. Anh sang đất anh trả, rồi ở trên này anh bỏ lỡ mất rồi đi xuống dưới thì ông nói mất, ở này là ông nói mất dưới, mà đi xuống dưới ông nói mất trên này. Ông này xạo rồi, em đã nói. Thế giờ đến giờ phút đến hôm nay là đúng 20 ngày. Cho ông nên... ông có mượn tiền chị bao giờ không? Không, không tiền bạc thì không. Thế là chị có đưa tiền cho ông bao giờ không? Bữa về là cháu mượn 2 triệu. Cháu mượn 2 triệu hả? Là cho ông về mượn 2 triệu là ông lấy xe mình nữa là mượn hai canh, triệu rồi thấy thấy mấy người vé số nói có mượn 1 triệu nữa còn lai gai đâu nó thì không biết rồi. Rồi nói bên phòng trọ cũ là bên kia người ta in cái bây giờ em hỏi chị này, chị còn yêu anh Mai Văn Toàn này không? Không. Sao không yêu nữa, trước mình yêu tha thiết thì mà quá trời anh ấy bây giờ anh nói là anh trả xe chị có yêu nữa không? Không. Kỳ vậy. Không. Mình trả xe mình mới tiếp tục yêu nữa chứ, không, tội nghiệp anh ấy. Không, bây giờ trả xe lại là chấm dứt luôn hả? Chấm dứt. Hay luôn. Là chị có người tình khác rồi? Không, không có tình gì nữa hết trơn, giờ sợ muốn chết luôn rồi. Trời ơi, mình yêu sống rồi. Chân thật thật tình mà yêu không có thì thật yêu tình cho bằng yêu được, đúng không? Sao mình lại lỡ rồi chia cách nhau nhanh vậy? Mình sống thật tình mà tao không nên tao lừa dối người ta. Chiếc xe chị hiện nay là chị còn đóng tổng cộng thành bằng tiền là bao nhiêu tiền nữa? Còn 7 tháng đó, mỗi tháng 2 triệu 7. 7 tháng, mỗi tháng 2 triệu 7 là nhiêu? 7 tháng mỗi tháng 2 triệu 7 hả? Là còn nhiêu nữa? Đóng chắc mười mấy triệu, 20 gì, triệu gì đây? Gì nữa? Còn nhiêu? 7 tháng hả? Nhân nó nhiêu? Nhân cho 27 đi. 2.7 đúng không? Rồi còn 18, 20 triệu nữa đúng không? 18 nói chung là nhà có 19 triệu đó, 20 triệu đó đi. Mà bây giờ mất xe. Mất xe. Ơi tội nghiệp. Bây giờ các con chị là có buồn không? Bây giờ chị có xe đi không? Không, không có. Bây xe giờ này đi mà bây giờ chị hãy không nói có tiền nữa. Bây giờ chị hãy lên tiếng. Chị nói chuyện thẳng thắn với người tình của chị. Lên sao không được? Giờ đây lên tiếng ở đây này. Gọi hiện nay là anh ấy sẽ xem. Nha. Anh Mai Văn Toàn. Tôi thương yêu anh hết mực, đến giờ phút này anh lừa tình, lại anh lừa tiền tôi. Tôi đau khổ vì anh trong thời gian vừa qua rất nhiều. Lên tiếng đi. Anh ấy đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh sống khôn anh chết thiêng. Nha, anh trả lại tài sản cho tôi. Anh Mai Thanh Toàn, hiện giờ anh đang ở đâu? Anh, tôi thương anh hết mực, tôi rất là sống chân thành với anh mà anh nở lòng nào anh lấy xe tôi, thì nay anh đem xe về anh trả cho tôi. Anh sống khôn thác thiên thì anh mau. Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, anh sống khôn chết thiêng, anh Mai Văn Toàn, anh đang ở đâu? Anh về trả lại xe cho tôi để tôi lấy xe đi làm. Anh Mai Thanh Toàn, anh sống thiên chết khôn, anh ở đâu anh mau về trả xe cho tôi. Chứ hiện giờ tôi đang trả xe, tôi đang trả góp. Tôi nghĩ tình anh, tôi cho anh mượn, tại sao anh không đem về trả tôi? Tôi nói là tôi thương lượng, anh về gặp tôi thương lượng. Anh nói là anh mất với Cà Mau, tôi xuống Cà Mau. Anh nói mất thành phố là anh không được, không tốt rồi đó. Bây giờ là anh đâu, anh mau ra đi. Tôi giờ tôi hết yêu anh rồi, tôi đã bị anh lừa dối tôi trong vòng thời gian vừa qua, tôi bây rất mệt mỏi. Bây giờ cái rồi. Bản mặt lừa của anh nó lòi lên rồi đó, anh không có trốn đâu khỏi đâu, anh cứ ra đi. Sớm muộn tôi sẽ gặp anh. Sớm muộn gì anh cũng tới à. Anh tới công chuyện luôn rồi. Anh tới công chuyện rồi đó, tôi lên tới ông Sịp Sĩ Hải rồi đó. Anh không có bằng khoán nào hết á, anh chẳng có sổ đỏ nhà đất nào á, anh còn chẳng có tài sản nào hết á. Giả mạo không mà tại tôi kêu anh thương lượng, sao anh không ra? Sao anh không ra? Rồi bây giờ á, anh tính sao đây? Anh tính sao anh trả xe tôi đang trả góp đó? Bây giờ bây giờ là hết tình hết nghĩa luôn. Toàn hết tình, cả, hết đó. Tình hết nghĩa luôn. Đó. Bây giờ tôi không thể thương anh được nữa. Giờ tôi không thể thương anh được nữa. Đấy, trước đây anh lừa dối tôi trong vòng thời gian qua, phải nói là tôi rất mệt mỏi, tôi phục vụ anh suốt ngày suốt đêm. Đó. Đến giờ là tôi mệt rồi. Nói rõ lên, nói to lên. Bây giờ là tôi không phục vụ anh nổi nữa, tôi không còn thương yêu gì hết á. Anh cầu mong anh quay về trả xe cho tôi. Rồi. Đến giờ phút này là thực sự là mình rất mệt mỏi đúng không? Đúng, mệt mỏi, mệt mỏi. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên cái cuộc trò chuyện của chị em mình? Để hy vọng là các chị gái, trạc tuổi gì chị hoặc có thể hơn, có thể kém, để mọi người xem được cái câu chuyện này, mọi người cảnh giác, tránh tình trạng mà bị một số phi công hoặc một số các chàng trai lừa đảo, lợi dụng cả tình cả tiền này. Mình rồi, chị cũng nên khuyên các chị em phụ nữ bây giờ cũng nhìn được cái clip này rồi, để nhìn rồi xem cảnh giác là hiện bây giờ là lừa đảo trên xã hội rất nhiều, cho nên mình chỉ tin mình thôi, không tin ai hết, không tin ai hết, chỉ mình tin mình thôi. Giờ xe cộ rồi tài sản cái gì, bất cứ cái gì cũng là toàn giả mạo không à.
mình bị nào bùa rồi nào bị dụ đủ thứ hết trơn á. Nay hôm nay mình mất được chiếc xe rồi. Đau đầu ha, khổ ha. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Dạ. Tất cả thông tin chị chia sẻ hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ có đúng sự thật. Dạ. Là mình cũng có trình với huyện xã, dưới ấp chí hết rồi. Mình thông ba thông qua hai bên chỗ tạm trú qua ổng và tạm trú bên mình. Còn hiện nay chị đã trình báo cơ quan công an rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin là tìm anh Mai Văn Toàn. Dạ, chị có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có. Dạ, rồi. Để tìm Mai Toàn để trả xe lại cho tôi. Chứ tôi tìm không ra nữa. Tôi kiếm anh mấy ngày nay là để thương lượng, để nói với anh đàng bằng bất cứ. Anh nếu anh cầm ở đâu, anh nói tôi sẽ ra tôi chuộc. Rồi thương lượng với nhau, anh làm từ từ anh trả. Tại sao anh không ra? Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chị. Em chúc chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Yeah. Hy vọng trong thời gian tới chị gặp nhiều may mắn hơn nữa. Và có thể là mình hãy tỉnh táo, tránh tình trạng một số các thanh niên quen trên internet và mặt mũi thì không thấy mà nghề nghiệp thì không. Nói chung người ta làm cái công việc thì chị không biết, mà chị cũng chưa nhìn rõ được cái bộ mặt của người ta. Đến giờ phút này mất cả tình cả tiền. Hy vọng là chị hãy sáng suốt chị nhé. Dạ, dạ, cảm ơn. Cuối video cho phép công trần, xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.